Đồ gỗ xưa và nay Đức Thiện xin kính chào quý vị và các bạn. Trong video lần này thì đồ gỗ xưa và nay Đức Thiện xin hữu duyên gửi tới quý vị và các bạn những người đam mê đồ gỗ, đặc biệt là những cái dòng sản phẩm đồ gỗ cao cấp, một mẫu bàn làm việc. Lần đầu tiên chúng tôi giới thiệu với quý vị và các bạn trên kênh YouTube của đồ gỗ xưa và nay Đức Thiện một mẫu bàn làm việc cực kỳ hiếm có trên thị trường. Thông thường trên thị trường quý vị và các bạn sẽ thấy chủ yếu là những cái dòng bàn làm việc phổ thông bằng những cái chất liệu gỗ như là gỗ gõ mật, gỗ gõ đỏ, gỗ hương, hoặc là những cái bàn ghế làm việc theo lối văn phòng bằng những cái chất liệu gỗ ván ép. Còn trên hình ảnh các bạn đang xem đó là một chiếc bàn làm việc bằng chất liệu cực kỳ quý hiếm, đó là gỗ cẩm lai kết hợp với nu, là những cái chất liệu thuộc gỗ nhóm 1 cực kỳ quý hiếm trên thị trường. Và những chiếc bàn làm việc được đóng bằng những cái chất liệu gỗ quý như vậy thông thường là những cái sản phẩm được làm theo đơn đặt hàng và ít khi có sẵn trên thị trường. Chiếc bàn mà tôi mới giới thiệu với quý vị và các bạn trong video này có kích thước tổng thể chiều dài là 1m92 và chiều rộng là 92, chiều cao là 80. Đó là những cái kích thước rất là tiêu chuẩn cho một chiếc bàn làm việc để đảm bảo độ cân đối hài hòa cho một chiếc bàn làm việc lý tưởng nhất. Và như trên hình ảnh các bạn đang thấy thì chất liệu gỗ cẩm lai với những cái đường vân đặc trưng của nó, phần mặt bàn cũng là gỗ cẩm lai với những cái đường vân rất là đẹp. Nếu các bạn đã từng theo dõi kênh YouTube của đồ gỗ xưa và nay Đức Thiện thì khoảng 2 năm trước thì chúng tôi có giới thiệu với quý vị và các bạn một mẫu bàn làm việc như thế này, bằng chất liệu là gỗ hương kết hợp với nu. Còn ở chiếc bàn này các bạn đang xem đó là chất liệu gỗ quý hiếm hơn, đó là gỗ cẩm lai. Ở miền Nam thì gỗ cẩm lai được coi trọng và được đề cao giống như là chất liệu gỗ chắc ở miền Bắc vậy. Các tôi sẽ quay sát để các bạn xem. Đó là những cái đường vân gỗ hết sức là tự nhiên. Toàn bộ là vân gỗ cẩm lai tự nhiên 100%. Chất cẩm này thì đó là chất cẩm lai của Campuchia, với những cái đường vân đặc trưng. Cẩm lai của Campuchia và cẩm lai của Việt Nam thì đều có những cái đường vân tương tự như nhau. Đây chúng tôi sẽ zoom sát quý vị và các bạn xem những cái vân đặc trưng của gỗ cẩm, đó là cái vân da báo. Những cái vân rất là đặc trưng của gỗ cẩm lai, mà cả ở gỗ cẩm lai Việt Nam và gỗ cẩm lai Campuchia đều có những cái đường vân da báo đặc trưng như vậy. Vì cùng một thổ nhưỡng cho nên là chất liệu gỗ cẩm ở Việt Nam và ở Campuchia thì cũng tương đối là giống nhau. Các bạn có thể thấy được những cái lá xoài đục vắt như thế này, cực kỳ là đẹp, và gỗ phải rất là dày thì mới đục chạm được những cái đường nét tự nhiên và đẹp nổi được lên như thế này. Tất cả những cái họa tiết này là đục thủ công tay 100% và là đục từ gỗ đục nên, chứ không phải là hàng dán. Đây, tất cả những cái miếng nu này được dán lên rất là cầu kỳ và tạo nên những cái điểm nhấn rất là ấn tượng, rất là đẹp cho một chiếc bàn làm việc ở cái tầm đỉnh cao như thế này. Đây là những cái hoa đường nét hoa văn hoa lá tây cực kỳ mềm mại theo phong cách của châu Âu, của Pháp, được những người nghệ nhân tài hoa thực thụ của Việt Nam chạm khắc thủ công tay, cho nên các bạn thấy được đường nét cực kỳ là mềm mại và đẳng cấp. Chiếc bàn này thì chia làm 3 cục, ở giữa thì nó cong vòm lên. Để làm cong như thế này thì rất là tốn gỗ, và hai cục ở hai bên các bạn có thể tháo rời được chiếc bàn này để di chuyển lên các lầu trong trường hợp cầu thang nhà các bạn hẹp
thì vẫn có thể chuyển lên lầu được. Các bạn chỉ cần nhấc cái mặt lên và phần dưới thì nó sẽ chia thành 3 cục, 2 cục hai bên và một cục cong ở giữa. Những cái đường vân gỗ cẩm lai tự nhiên nó làm say mê, say đắm lòng người, những người đã chót đam mê đồ gỗ. Và nó thực sự là những cái tác phẩm, những cái chất liệu gỗ quý hiếm. Và ở đây thì chiếc bàn này thiết kế ở đây những cái hộc kéo có chạm khắc những cái đường nét hoa lá tây, là chạm lỗi kênh bong nền, hoàn toàn là đục lấy nền chứ không phải là dán. Ở đây chỉ có dán những cái miếng nu điểm lên để tạo nên những cái điểm nhấn. Kể cả những cái hộp kéo như thế này, hai bên thành hộp kéo cũng là bằng chất liệu gỗ cẩm. Những cái tác phẩm đồ gỗ mà đẹp độc đáo như thế này thì làm bằng chất liệu gỗ quý như thế này thì luôn được chọn lọc. Những nghệ nhân làm cũng phải cầu kỳ, tỉ mỉ, có tay nghề cao. Và các bạn vừa xem đó là chiếc ngăn kéo được uốn cong đi, rất là tốn gỗ. Để làm nên những cái đường cong như thế thì rất là tốn gỗ, nhưng đổi lại đó là vẻ đẹp thẩm mỹ, sự mềm mại cho một chiếc bàn làm việc. Và rõ ràng đây là một trong những cái phiên bản bàn làm việc xứng đáng để quý vị và các bạn sở hữu, sưu tập, và xứng đáng với lại đồng tiền bát gạo quý vị và các bạn bỏ ra. Ở bộ này thì nó có một bàn và một ghế. Ghế này thì chúng tôi là ghép thêm, còn quý vị và các bạn chỉ mua bàn không cũng được, còn ghế bớt lại cũng không sao. Còn nếu quý vị và các bạn muốn sở hữu trọn bộ thì chúng tôi sẽ tính tiền trọn bộ cho quý vị và các bạn. Và sản phẩm này thì hiện đang được trưng bày tại Đồ Gỗ Xưa Và Này Đức Thiện, địa chỉ là 49 Cộng Hòa, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn quan tâm thì có thể truy cập vào trang web là đogodukthien.vn. Danh mục là bàn ghế phòng khách thì chúng tôi sẽ có hình ảnh chi tiết về chiếc bàn này. Mọi chi tiết các bạn có thể liên hệ với số hotline của chúng tôi, đó là 0913 101976. Và một lần nữa thì chúng tôi cũng mong muốn quý vị và các bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh ở phía dưới, nút chuông thông báo để luôn cập nhật sớm nhất những video về các chương trình khuyến mại, những sản phẩm mới nhất của Đồ Gỗ Xưa Và Này Đức Thiện. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Chúc các bạn tìm được nhiều, thật nhiều những cái món đồ đẹp, quý hiếm để bài trí vào không gian phòng khách, phòng ngủ cho căn nhà các bạn trở nên đẳng cấp hơn. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn.